vị, với những thông tin vừa rồi mà các nhân vật trong tình huống đã cung cấp cho quý vị thì chắc là quý vị đã hình dung được phần nào về căn bệnh bạch cầu cấp dòng lympho. Nhưng để giúp cho quý vị có cái nhìn rõ hơn thì sau đây xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phần trao đổi với bác sĩ Ngô Văn Tân. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình. Cảm ơn Tuyết Anh, cảm ơn chương trình bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ hãy giải thích cho Tuyết Anh cũng như quý vị khán giả hiểu bạch cầu cấp dòng lympho là căn bệnh gì ạ? Bạch cầu cấp dòng lympho là một cái rối loạn của ác tính của tế bào đầu dòng do sự chuyển dạng bất thường, hay còn gọi là một cái ung thư máu dòng tế bào lympho. Thưa bác sĩ, căn bệnh này có những biểu hiện như thế nào mà dễ khiến chúng ta nhầm lẫn như vậy? Nói chung là một cái bệnh này nó cũng có những cái biểu hiện chung cho tất cả các loại bệnh khác. Ví dụ như chúng ta có thể cảm thấy là mệt mỏi, chán ăn, sụt cân. Sụt cân thì chúng ta thường là sụt nhiều vài ký trên một tháng, ví dụ vậy đó. Hoặc là chúng ta có những biểu hiện của sốt, nhiễm trùng, hoặc là chúng ta mệt mỏi, lừ đừ, hoặc là chúng ta có triệu chứng của thiếu máu, thì chúng ta da xanh xao, mệt mỏi, hồi hộp, đánh trống ngực, và chúng ta đi lại chúng ta choáng, hoặc lên cầu thang chúng ta choáng, hoặc là chúng ta có xuất hiện sớm hơn là những cái vết bầm dưới da. Chúng ta có thể là nghĩ là như ở ngoài mọi người hay nói là một cái ma cắn gì đó, đó là những cái đốm bầm là do nó, máu nó bất thường nó gây xuất huyết ra ngoài. Tiếp theo nữa là có thể là chúng ta có những triệu chứng như là gan lách to, có thể là cái triệu chứng đó là những cái triệu chứng mà thường gặp trong cái bệnh bạch cầu cấp dòng lympho. Dạ vậy thì thưa bác sĩ, đối với căn bệnh bạch cầu cấp dòng lympho hay như bác sĩ vừa mới nói đó là ung thư máu ở dạng dòng lympho thì nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này do đâu ạ? Nguyên nhân của bệnh bạch cầu cấp dòng lympho thì nó qua rất là nhiều cái nghiên cứu, nhưng mà người ta vẫn không tìm thấy được là cái nguyên nhân chính xác mà gây nên cái ung thư, mà người ta chỉ thấy những cái chất và những cái yếu tố làm tăng cái sức độ của bệnh ung thư này. Thì những cái chất đó là thứ nhất là tiếp xúc với lại tia xạ, tiếp xúc với lại benzen và tiếp xúc với lại một số chất thuốc độc tế bào như là phenylbutazone hoặc là arsenic hoặc là chlorampenicol. Đó là những yếu tố mà người ta thấy là ghi nhận rằng nó liên quan tới cái bệnh này. Dạ, như bác sĩ vừa chia sẻ về triệu chứng của bệnh thì đó là những triệu chứng cũng rất là dễ và rất thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì việc chẩn đoán đối với căn bệnh bạch cầu cấp dòng lympho này thì nó có khó khăn không ạ? Khi mà có những cái triệu chứng như trên thì chúng ta buộc phải đi khám, tùy vào có thể là nó xuất hiện cái triệu chứng một cách ồ ạt ở những cái giai đoạn mà nó đã trẻ, giống như giai đoạn muộn. Còn những có thể là ban đầu nó chỉ xuất hiện những cái triệu chứng đơn giản là những vết bầm da hay là những cái chuyện mà sụt cân thôi, hoặc là thiếu máu sơ sơ, hoặc là có thể gan lách chúng ta không để ý, chúng ta ăn chúng ta thấy đầy bụng khó tiêu thôi. Thì chúng ta khi có những triệu chứng thì chúng ta nên khám sức khỏe, đặc biệt là nếu mà chúng ta không có bệnh gì chúng ta cũng nên khám mỗi 6 tháng chúng ta được kiểm tra. Và khi chúng ta khám thì tùy vào bác sĩ nghĩ tới cái vấn đề gì, bác sĩ phát hiện được thiếu máu thì bác sĩ sẽ cho làm cái xét nghiệm công thức máu để kiểm tra. Nếu mà công thức máu bất thường thì bác sĩ sẽ cho làm những nguyên nhân mà để gây cái tình trạng công thức máu bất thường, là coi thử cơ thể mình nó có tạo ra được cái máu hay không, hay là nó bị do cái vấn đề gì. Dạ. Thì tùy vào cái nguyên nhân thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, chứ không phải là chúng ta cứ thấy bầm da chúng ta có thể thấy thiếu máu mà chúng ta nghĩ tới một cái ung thư máu, thì điều đó nó không đúng. Tuy nhiên đó là những dấu hiệu chung thì chúng ta nó có thể gặp trong nhiều bệnh khác, ví dụ như trong thiếu máu có thể gặp trong trường hợp thiếu máu thiếu sắt, chóng mặt thì nó do thiếu máu, hoặc là chảy máu răng, chảy máu ở đường tiêu hóa tiết niệu có thể là do nguyên nhân về những bệnh lý về rối loạn đông máu, hay là những cái bệnh lý về giảm tiểu cầu vân vân. Cho nên là đó chỉ là những cái dấu hiệu thôi, cho nên chúng ta cần phải đi khám để tìm nguyên nhân và bác sĩ sẽ chẩn đoán chính xác là chúng ta có bị bệnh cầu cấp dòng lympho hay không, thì sẽ có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Dạ, thưa bác sĩ, theo một cách nghĩ rất là thông thường và rất nhiều người có suy nghĩ này thì nghe tới hai chữ ung thư thì hầu như mọi người đều rất là suy sụp, bởi vì khả năng điều trị của nó là rất là thấp. Vậy thì đối với căn bệnh này nó có khác biệt hay không? Khi nói tới ung thư thì chúng ta đã thấy là rất là khổ rồi. Chúng ta không, hầu như là cái đường thoát nó cũng sẽ rất thấp. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng ung thư máu nữa là một cái tình trạng diễn tiến rất nhanh, nó
sẽ gây suy các cơ quan rất là nhanh. Tuy nhiên hiện nay thì cũng vấn đề về điều trị ung thư máu thì cũng có những cái tiến bộ về khoa học, tiến bộ đặc biệt là bạch cầu cấp dòng lympho tùy, nhưng mà mình không nói được cái diễn tiến là nó tốt hay xấu, là bệnh ung thư thì chúng ta thấy nặng rồi, nhưng mà hiện tại thì khoa học cũng có những cái phương pháp điều trị nó cũng tích cực, mang cái hướng tích cực hơn, có những người vẫn hết được bình thường. Yeah. Thì chúng ta sẽ có những cái cách điều trị khác nhau, ví dụ như có thể là dùng thuốc hóa chất hay gọi là hóa trị. Chúng ta có thể dùng phương pháp hóa trị, chúng ta có thể dùng phương pháp xạ trị, hoặc là chúng ta có thể dùng phương pháp kết hợp hóa trị, xạ trị, phẫu trị, hoặc là chúng ta có thể dùng phương pháp mà hiện nay rất là hot, đó là phương pháp ghép tủy. Ghép tủy. Dạ, như vậy có nghĩa là mặc dù là tiên lượng cũng không phải quá tốt đẹp, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta từ bỏ mọi hy vọng, đúng không ạ? Đó là lý do mà chúng ta cần phải có một cái tâm lý tốt để chúng ta chiến đấu với bệnh tật. Thì chúng ta suy nghĩ tích cực thì cái bệnh nó sẽ đỡ diễn tiến xấu hơn. Thưa bác sĩ, thì sau đây Tú Anh muốn đề cập tới một vấn đề nghe qua có vẻ là vô lý, đó là việc phòng tránh căn bệnh này. Nhưng mà bởi vì người ta cũng đã tìm ra một số những yếu tố nguy cơ rồi, thì Tú Anh tin rằng chúng ta cũng có những cách chủ động để hạn chế thấp nhất khả năng mắc căn bệnh này, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng người ta đã xác định qua rất là nhiều nghiên cứu cái bệnh này nó có thể liên quan tới những cái hóa chất và các tia xạ, như là nãy bác sĩ mới nói, thì chúng ta cần phải tránh xa những cái vấn đề đó, chúng ta không tiếp xúc, ví dụ như là benzen hoặc là các tia xạ. Yeah. Mà nếu như trong trường hợp chúng ta cần phải tiếp xúc trong một cái số bệnh đặc thù, chúng ta làm nghề trong vấn đề về nông nghiệp, chúng ta cần phải tiếp xúc với những cái thuốc bảo vệ thực vật thì trong đó có chứa benzen, thì chúng ta cần phải có những biện pháp bảo hộ cho nó phù hợp, che chắn cho nó đảm bảo để không có phải tiếp xúc và chúng ta không hít phải những cái chất đó lâu dài, thì nó sẽ gây ảnh hưởng, gây đột biến, nó có thể là gây nên cái bệnh này. Ngoài ra chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe bằng cách chúng ta ăn uống những cái thực phẩm nó có rõ nguồn gốc, không có chứa những cái chất không đảm bảo sức khỏe, hoặc là chúng ta khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những căn bệnh này sớm hơn và chúng ta sẽ có cái hướng điều trị tốt hơn. Rất cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Xin cảm ơn Tiết Anh, xin cảm ơn chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề của chương trình hôm nay đó là căn bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, hay như bác sĩ Ngô Văn Tân đã chia sẻ thì đây là căn bệnh ung thư máu dòng lympho. Thì với chương trình hôm nay, mong rằng